Thanh Liêm gửi đến cho bạn Việt Trinh. Bà nói à, màn đêm đã buông xuống, bây giờ trời bắt đầu trở lại, tôi lại cảm thấy mình trầm lắng đến lạ. Tự dưng tôi cảm thấy nhớ bà nó, như những buổi hẹn đầu tiên, nhớ về tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta. Không biết bây giờ bà đã đoán được tôi là ai chưa, nhưng chắc sau khi nghe những lời tâm sự dưới đây bà sẽ biết tôi là ai. Tôi còn nhớ lúc đầu tiên mình quen nhau là qua Zalo bà nói nhỉ. Tôi một đứa con trai từ thị xã lên thành phố ở, bơ vơ lạ lẫm, chả có một ai làm bạn, không ai nói chuyện tâm sự. Rồi bất chợt tôi thấy một cô gái với một nụ cười mà tôi thường đùa rằng cười gì mà không thấy tổ quốc đâu. Chúng ta bắt đầu làm quen và nói chuyện. Đó là kỳ nghỉ hè mà tôi nhớ nhất. Sau đó tôi phải học đại học xa, thi thoảng mình cũng hay nói chuyện tâm sự, rồi cái gì đến sẽ đến. Các buổi lần đầu tiên tôi gặp bà nó vì mới chuyển về thành phố nên chưa quen thuộc hết đường. Bà đã hẹn gặp ở ngã tư đèn đỏ, nơi mà sau này mỗi lần về quê tôi thường lấy xe phi ra đó, rồi đứng nhìn cảnh chúng ta hẹn hò. Thật ra hôm tôi đến từ rất sớm nhưng đứng từ đằng xa quan sát. Đúng như lịch hẹn 7:30 tối bà có mặt, như một người bạn mà sau này làm quen, bạn đó tên là Chun Ly. Hôm đó diện váy trắng chấm bi, một ấn tượng mà tôi không thể quên được, một người con gái trong đô con. Lúc đó tôi có 48-49kg thôi, trắng trẻo xinh gái. Để ý kỹ tí thì bà tô nhẹ lớp son màu đỏ chứ không trang điểm gì nhiều. Nói thế nào cho dễ nhỉ? Tôi hôm đó bị cảm nắng bà rồi, ngồi trong quán cà phê mà chỉ ngồi im nhìn bà nói chuyện với bạn thôi. Đúng là ở nhà quê mới lên. Trong lần đầu đó thường thì tặng quà gặp mặt là hoa hồng, hay đại loại là món quà tình cảm ý nghĩa. Tôi lại mang một túi củ sắn luộc, và mỗi lần nghĩ lại thì tôi ôm bụng phì cười. Sau buổi gặp đó chúng ta về nói chuyện nhiều hơn. Nhưng cái định mệnh, kỳ nghỉ đã đến và tôi lại phải xách ba lô lên và đến trường đại học. Các cụ có câu nhất cự ly nhì tốc độ quả không sai. Tin dữ ập đến, mọi người bảo bà đã có người yêu. Cái ăn bánh mì, tôi như sụp đổ hoàn toàn, lầm lì ít nói rồi leo đầu vào game Liên Minh Huyền Thoại, học hành chểnh mảng. Chắc lúc đó bà không biết đâu nhỉ, vì đang hạnh phúc bên người ta rồi. Một hôm vì tôi để theo dõi bạn thân nên ít khi có status nào là thông báo trên Facebook tôi hết. Hình như là một chuyện buồn, tôi PM hỏi thì bà bảo bà đã chia tay vì lý do không hợp nhau. Người ta là con một, bà lại đi theo đạo. Trong lòng lúc này chả biết nên mừng hay nên vui, nên buồn. Mừng vì bà đã FA, hay là buồn vì một con người, vì người con gái tôi thích đang buồn. Bà vẫn nhớ mùng 2 tháng 9 chứ. Năm đó vào ngày bình thường nên sinh viên chỉ được nghỉ có một ngày. Tôi hứa với bà là sẽ dẫn bà đi ăn bánh xèo hàng bàn ở Tam Thiệp, nơi nhà cũ của tôi chôn trong gác rốn. Hôm đó từ trường tôi dậy 5 giờ sáng bắt xe về quê, cách 200 km, về tới nơi cũng khoảng chiều. Ăn cơm sửa soạn xong qua đón bà đi chơi. Tôi biết hôm đó bà cũng đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội được đi chơi với bà. Mùng 2 tháng 9 mà bạn bè về nhiều rồi, gia đình tổ chức công ty, nhưng bà đã dành cả buổi tối hôm đó để đi chơi với tôi và thăm nhà cũ của tôi, rồi cùng nhau đi nhậu với anh em bạn bè chiến hữu ở quê tôi. Hôm đó tôi vui lắm, gặp anh em bạn bè thấy chở bà, ai cũng tưởng là bạn gái mới ở thành phố, nhưng tôi chối vì bảo bà chỉ là một người bạn mới quen thôi. Thật ra trong lòng cũng muốn bà là bạn gái nhưng mà đâu có dám. Cả buổi chiều nhậu vui mừng anh em bạn bè với tôi chuyển nhà thành phố lên lầu, chưa gặp ai, mừng có bà đi cùng nhậu khỏi lo, ít ra xíu lỡ tay cũng có xế là bà nó. Nhậu xong đi hát xíu cho giải bia rượu. Hôm đó lần đầu tiên nghe bà hát karaoke, tôi không biết tại tôi say hay không, nhưng mà sao hôm đó nghe giọng bà nó hay đến như vậy, nghe mà chỉ muốn bà hát mãi tôi nghe thôi. Rồi cuối cùng thì cũng đến, cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc. Tôi và bà chia tay, mọi người về với thành phố nơi mà có mái ấm của người con gái tôi thương. Lúc lên xe bà kêu để cho bà lái vì tôi say rồi, nhưng tôi thì cứ nằng nặc đòi lái, và ít ra cũng là vì bạn vẫn đàn ông. Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái. Tôi bắt đầu về ga, hôm đó say thật nhưng chả hiểu sao cô bà ngồi sau. Tôi vẫn tay lái lắm mà đi xe còn 50 km/h, không dám đi nhanh. 50 km/h là nhanh lắm rồi ông nội. Kiểu như đang chở cả gia đình đằng sau ấy. Và rồi sự cố xảy ra. Mà đéo hiểu sao sắp về đến nhà còn bị mấy anh cơ động hỏi thăm. Cũng chỉ vì chở bà đằng sau nên không chạy, cứ như mọi khi thì giải mô tô mở bắt đầu. Men trong người chứ.
Ôi sao hôm đó mình hiền với ai không biết. Vì giấy tờ đầy đủ nên các anh chị xin xỏ xí xíu. Lúc đó chị không muốn ông xòm tiện tay giữ cho anh lại hai tờ polymer rồi cho xong chuyện. Bố các anh tưởng sướng bỏ mẹ ra rồi dặn dà bà nó kiểu: bạn trai em say rồi, em đi lên mà chở. Lúc đó nghe câu này mà mát lòng mát dạ. Thôi mất tiền nhưng được cái bụng ưng. Sau đó tôi đưa bà về nhà an toàn. Về nhà kiểm tra ví thì tôi bỏ dúi mất tờ 500.000. Xong kiểu này lên trường cả tháng ăn mì tôm rồi. Hôm đó bà có hỏi thì tôi bảo là đưa có 100.000 thôi. Rồi chuyện gì sẽ đến, cái ngày sinh nhật bà cũng là cái ngày mà tôi mất đi một người bạn. Tôi quyết định tỏ tình bà nó, tự tay làm hộp quà handmade. Tôi đặt mua hộp ở trên mạng rồi đi in từng tấm nhẫn nhỏ xíu bé xíu về để dán vào hộp. Vì ít chụp hình nên chỉ có một hai cái chụp chung, còn lâu tôi nhặt trên Facebook của bà ngồi ngắm rồi lựa ảnh nào xinh nhất. Hôm đó đúng là ngày định mệnh. Tôi đang học đào tạo trên Yên Bái, xe cộ không có sẵn nên gặp trắc trở. Vì kiểm tra xong mới về. Hôm đó 4 giờ xong, tôi bắt xe về thành phố. Mà muốn như thế thì phải đi xe máy ra ngã ba cách chỗ tôi ở 13 km. Đợi xe từ Hà Nội đi đường thôn về thành phố. Đợi mãi sốt ruột nên lên 4 giờ 45 mới có xe. Xe lại chở hang nữa nên loanh quanh lộn quẩn 6 giờ mới đến bến xe Yên Bái. Vừa vã lên xe về Hà Nội để kịp dự sinh nhật của bà. Trên đường đi sốt ruột muốn tạo bất ngờ cho bà nên đã gọi cho một người bạn bí mật kêu bà ấy nói rõ là tôi về. Thức về tới nhà, về tới Hà Nội đã 9 giờ. Kiểu này bắt xe về quê cũng 11 giờ mới kịp. Nhưng chớ treo thay, xe nó bịp tôi, mãi 10 giờ mới xuất bến. Có lẽ là ông trời không muốn tôi về. Vừa đi vừa ôm hộp quà nghĩ rằng bà xúc động lắm đây. Về quê đến lúc này 12 giờ, ông trời lại treo tôi một lần nữa, gọi điện thoại cho bà thì thuê bao. Chắc tôi lại nghĩ, làm sao đấy thôi. Hôm đó gọi tầm 30 cuộc nhưng vẫn thuê bao. Bất lực, mệt mỏi, tôi về nhà với bố mẹ. Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy một dòng tin nhắn xin lỗi vì hôm qua mất điện, máy hết pin. Tôi cố gắng vệ sinh cá nhân, lựa đồ rồi hẹn bà cái lịch tặng quà vậy. Ra kiểm tra xe thì hỏng. Bố mẹ tôi già nên chả ai biết đi xe cả. Mất cả tháng nên hỏng. Cái số. Lại vác chiếc xe đạp ra công ty bà làm. May sao chỗ làm của bà nhất. Cách nhà tôi có 2 km nên cũng gần chứ sai chắc tôi chết mất. Một thanh niên 20 tuổi đầu ôm một món quà trên tay đi xe đạp. Cảnh tượng chắc chỉ có trên phim mới diễn ra. Lúc gặp bà tặng sinh nhật, tôi vừa mừng mà vừa tủi. Hai đứa nói chuyện một lúc nên cũng ngại nên tôi xin phép về cho bà vào làm. Dạ thôi. Tối hôm đó tôi đã gửi tỏ tình nhưng đáp lại bằng một cú sốc mà đến giờ vẫn chưa hết. Bà nói rằng chị coi tôi là bạn và hiện tại chưa muốn yêu ai. Thực sự tôi gục ngã, ngay cả nằm trong phòng chờ cơm cũng chả ăn. Bố mẹ hỏi sao thế nhưng chả nhẽ lại bảo là con bị thất tình. Gắng bảo mẹ rằng con bị say xe nên mệt. Khoảng thời gian sau đó tôi như là một người mất hồn. Ăn uống bỏ bê. Tôi như xe không phanh xuống dốc. Còn mấy lần tôi gặp bà nhưng thấy sự lạnh nhạt giữa chúng ta. Đi chơi gắng ngược cười cho mọi người thấy tôi vẫn ổn nhưng trong lòng chả ổn tí nào. Bà nói à, giờ đây tôi đã quyết định đi xa. Một là quên hết quá khứ xảy ra. Hai là chấn tĩnh lại lấy lại con người trước đây. Tôi mong rằng sau khi bà nghe những dòng tâm sự này chỉ muốn nói một điều là luôn có một người bạn, một người con trai đằng xa luôn theo dõi và ủng hộ bà. Và Tết này tôi sẽ mong rằng mình vẫn là bạn bè như trước, vẫn đi chơi hát hò ở quảng trường hay lại tán chuyện với nhau cười đùa. Đặc biệt xíu là tôi vẫn thích bà mặc váy đi chơi với tôi, dù chỉ một lần duy nhất được ngắm nhìn. Chỉ mong mình mãi là bạn như trước đây. Tôi hứa dù có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ giấu thứ tình cảm này trong lòng và không thổ lộ với bà nữa. Người bạn thân. Đây là một cái tin nhắn mà tôi rất thích. Mọi người nên có những cái tin nhắn nó chi tiết như thế này. Bởi vì các ông biết đấy, con gái thường thì người ta rất thích những tin nhắn chi tiết. Họ thích những cái gì mà người con trai nhớ về mình càng đặc biệt, càng chi tiết là càng tốt. Bởi vì á, con gái họ thường để ý những cái nhỏ nhặt. Thế nên là nếu mà bạn ấy mà có kiểu gọi là gửi tin nhắn đến cho người yêu cũ của mình ấy, hoặc là cái gì mà muốn người ta nhớ lại bạn ấy, thì bạn càng nhớ chi tiết thì người ta càng thích.